Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, dồi dào sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp dạy học hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy tiếp tục dạy chương 2, tổ hợp xác suất. Bài 1, quy tắc đếm. Nội dung bài học hôm nay chúng ta học quy tắc cộng để hiểu bản chất của quy tắc cộng và vận dụng vào giải các bài toán thực tiễn. Bây giờ chúng ta vào học bài mới. Quy tắc cộng là gì? Thầy sẽ nêu một ví dụ sau đây để các em hiểu quy tắc cộng. Trước hết, thầy nhắc là một ký hiệu cơ bản của tập hợp như sau. Một tập hợp hữu hạn A có số phân tử được ký hiệu là NA hoặc là A, hai bên có hai số đứng giống như dấu giá trị tuyệt đối. Như vậy, từ nay trở đi thầy sẽ hay dùng ký hiệu NA để chỉ số phân tử của tập hợp A. Các em nắm vững ký hiệu này để chúng ta viết số phân tử của tập hợp A là gồm bao nhiêu phân tử. Tức là chúng ta phải thực hiện một phép đếm các phân tử rời rạc của tập hợp A là một số tự nhiên nào đó thì NA sẽ bằng số tự nhiên đó. Một ví dụ như sau. Một tổ có 5 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ đó đi trực nhật. Như vậy các em đọc bài này thì các em đừng có lấy 5 cộng với 6. Bởi vì lấy 5 cộng với 6 thì chúng ta được số học sinh của tổ. Chứ không phải là có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ đó đi trực nhật. Như vậy là hai vấn đề này là hoàn toàn khác nhau. Bây giờ thầy hướng dẫn các em giải như sau. Trước hết, các em hiểu là mỗi lần lấy một học sinh trong 11 học sinh này của tổ là một cách chọn học sinh đó đi trực nhật. Thì lần thứ nhất chúng ta hãy chọn học sinh nữ hoặc học sinh nam. Lần thứ hai chúng ta phải chọn học sinh nam hoặc học sinh nữ. Bây giờ nếu chọn học sinh nữ, vì học sinh nữ có 5 em cho nên có 5 cách chọn. Bởi vì một cách chọn một học sinh nữ trong 5 cách chọn học sinh nữ là một cách chọn để học sinh đó đi trực nhật. Mà nếu chọn học sinh nam, vì học sinh nam có 6 học sinh thì có 6 cách chọn để một học sinh đi trực nhật. Vậy thì số cách chọn một học sinh của tổ đi trực nhật là 5 cộng với 6 bằng 11 cách. 5 là 5 cách, 6 là 6 cách, thì 5 cộng với 6 là 11 cách, chứ không phải là 5 học sinh cộng với 6 học sinh bằng 11 học sinh. Các em phải phân biệt hai cái thuật ngữ như vậy. Một quy tắc được hình thành như thầy vừa trình bày cho các em ở ví dụ này, người ta gọi đó là một quy tắc cộng. Vậy bản chất của cái phép toán mà thầy vừa nói về các em thực chất là một phép toán cộng số phân tử của hai tập hợp. A là một tập hợp học sinh nữ thì tập hợp A có 5 phân tử. Thì gọi B là tập hợp học sinh nam thì số phân tử của tập hợp B là 6 phân tử. Hai tập hợp này không giao nhau, tức là giao nhau bằng rộng, thì số phân tử của tập hợp A và tập hợp B là các em lấy số phân tử của tập hợp A là 5 cộng với số phân tử của tập hợp B là 6. Thì đó là bản chất của cái phép toán thầy vừa nói với các em, chứ không phải
là lấy 5 học sinh nữ cộng với 6 học sinh nam, hỏi tổ đó là bao nhiêu học sinh. Vậy thì từ đây chúng ta hình thành một cái quy tắc cộng như sau. Quy tắc cộng: một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Ở ví dụ, việc chọn một học sinh trong hai nhóm học sinh nữ và học sinh nam là chúng ta phải được hoàn thành chọn nam, sau đó chọn nữ, tức là một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có M cách thực hiện, hành động kia có N cách thực hiện. Hành động thứ nhất, chúng ta chọn học sinh nữ, có 5 cách thực hiện. Hành động kia, tức là hành động thứ hai, chọn học sinh nam, có 6 cách thực hiện. Tức là đối với quy tắc cộng thì M bằng 5 và N bằng 6. Và trong cách thực hiện hành động thứ hai thì không trùng với bất kỳ cách nào của hành động thứ nhất, thì công việc đó có M cộng N cái chọn, như chúng ta đã kết luận, nên số cái chọn học sinh của tổ đi trực nhật là 5 cộng với 6 bằng 11 cách. Và đó chính là nội dung của quy tắc cộng. Như vậy, nổi bật của nội dung quy tắc cộng, các em phải nắm được cái bản chất để chúng ta vận dụng trong bài toán, chứ chúng ta không học thuộc từng lời. Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động, tức là anh thực hiện hành động thứ nhất xong, anh đếm số phân tử hay là số cách chọn bởi hành động thứ nhất. Sau đó anh tiếp tục đếm tiếp số cách thực hiện hành động thứ hai. Trong cách thực hiện hành động thứ hai thì không trùng với bất kỳ cách nào trong hành động thứ nhất, thì hoàn thành công việc đó sẽ có M cộng N cách thực hiện. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ hiểu cái bản chất cụ thể hơn của quy tắc cộng như sau. Quy tắc cộng chính là quy tắc đếm hai tập hợp không giao nhau, mà như thầy lúc nãy vừa trình bày cho các em. Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn không giao nhau, như ví dụ, tập hợp A là tập hợp 5 phần tử, mỗi phần tử là một học sinh nữ. Tập hợp B là một tập hợp 6 phần tử, mỗi phần tử là một học sinh nam. Rõ ràng, hai tập hợp A và B như ví dụ vừa rồi là không giao nhau. Thì số phần tử của hợp của hai tập hợp A và B sẽ bằng số phần tử của tập A cộng với số phần tử của tập B. Như vậy, đây chính là bản chất của quy tắc cộng. Bây giờ, chúng ta vận dụng quy tắc này vào giải một bài tập thực tế sau đây. Ví dụ thứ hai, trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 quyển tập khác nhau. Như vậy, chúng ta hiểu, chúng ta có 3 tập hợp khác nhau. Một học sinh muốn chọn một đồ vật duy nhất, hoặc một cây bút chì, hoặc một cây bút bi, hoặc một cuốn tập, thì có bao nhiêu cách chọn. Thế thì dựa vào quy tắc cộng, chúng ta thấy rằng, muốn thực hiện hành động này, tức là học sinh đó muốn chọn một đồ vật duy nhất trong 3 đồ vật ở đề bài, thì học sinh đó phải chọn một trong 3 đồ vật. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lời giải đúng theo quy tắc cộng. Học sinh lấy duy nhất một đồ vật thì hoặc là lấy bút chì, bút bi, quyển tập.
Tức là học sinh đó phải lấy một đồ vật trong ba cái đồ vật đó. Lấy một đồ vật trong một đồ vật cũng không được. Lấy một đồ vật trong hai đồ vật cũng không được. Mà phải lấy đủ một đồ vật trong ba cái đồ vật đó thì mới đúng là quy tắc cộng. Trường hợp thứ nhất là nếu lấy một cây bút chì thì có 8 cách chọn, bởi vì tập hợp số cây bút chì là có 8 phần tử. Cho nên có 8 cách chọn. Trường hợp thứ hai là nếu lấy một cây bút bi thì có 6 cách chọn, bởi vì tập hợp các cây bút bi có 6 phần tử. Trường hợp thứ ba là nếu lấy một quyển tập thì có 10 cái chọn, bởi vì tập hợp các quyển tập có 10 phần tử. Vậy thì số cái chọn duy nhất một đồ vật của học sinh đó là 8 cộng 6 cộng 10, tức là 8 cách cộng 6 cách cộng 10 cách, mà chúng ta viết lại bằng 24 cách, chúng ta đóng ngoặc đơn lại. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài này bằng cái ngôn ngữ khác, đó là ngôn ngữ tập hợp như sau. Cách 2, thầy gọi A là tập hợp bút chì, B là tập hợp bút bi, C là tập hợp quyển tập. Thì rõ ràng số phần tử của tập A là 8, bởi vì theo đề bài. Số phần tử của tập hợp B là 6, cũng theo đề bài. Và số phần tử của tập hợp C là 10, cũng theo đề bài. Vậy thì, trong 3 tập hợp này, tập A và tập B, tập C không giao nhau. Do đó, số cách chọn sẽ là số phần tử của hợp của 3 tập hợp A, B và C như trên màn hình thầy viết. Sẽ bằng NA cộng NB cộng NC bằng 8 cộng 6 cộng 10 bằng 24 cái chọn. Như vậy qua hai ví dụ để chúng ta đã hình thành một cái quy tắc gọi là quy tắc cộng. Các em lưu ý rằng trong quy tắc cộng này hoàn thành bởi một trong hai hành động, có nghĩa là chúng ta phân biệt hành động nào trước, hành động nào sau, chúng ta đếm số phần tử của một trong hai tập hợp mà chúng ta thực hiện hành động đó, rồi sau đó chúng ta cộng số phần tử của hai tập hợp này, thì kết quả cuối cùng là chúng ta đã thực hiện xong quy tắc cộng. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy, YouTube Lê Minh Đức JP hoặc website jplêminhduc.com. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.